Xin chào mừng các bạn và anh em đã quay trở lại với kênh của Phụ Tùng Mitsui Xe Việt. Ngày nay mình xin giới thiệu các bạn và anh em về cụm lồng quạt cát nước dàn nóng của dòng xe Mitsubishi Outrage và dòng xe Mitsubishi Mirage. Thì cái này tại sao gọi là cụm thì nó bao gồm có thứ nhất là lồng này, cái này là cánh này và cái phần này là motor. Phần này là motor. Cái này là bán liền luôn cả cụm nhé, cả một bộ luôn. Đây là motor, liền luôn cả motor. Motor này 4 rắc. Đấy. Nó sẽ có hai phiên bản, một phiên bản là 2 rắc và một phiên bản là 4 rắc. Đấy thì nó liền luôn cả một cụm như thế này, bao gồm cả lồng, cả cánh, cả motor, cụm dàn nóng cát nước, cụm quạt dàn nóng cát nước. Đấy, liền luôn một bộ. Thì trong quá trình khi mà chúng ta lưu thông xe, cái này nằm ngay ở đầu xe với sau ba đợt sốc, chúng ta đâm va, khi mà chúng ta đâm va đâm thì nó dẫn đến bị vỡ mất cái lồng và cái cánh quạt này. Thì lúc đó bắt buộc anh em phải thay thế để đảm bảo xe của chúng ta có thể vận hành và lưu thông tốt trên đường. Thì Phụ Tùng Mitsubishi thì chuyên nhập khẩu phân phối tất cả chi tiết phụ tùng dòng xe Mitsubishi đang lăn bánh tại thị trường Việt Nam. Như vậy anh em nhu cầu các bạn vui lòng đến Phụ Tùng Mitsubishi An Việt, website phụtùngmitsubishi.vn. Các bạn xem thấy hay thì nhớ nhấn like và đăng ký kênh để nhận thêm nhiều video mình sẽ review tất cả các sản phẩm phụ tùng dòng xe Mitsubishi này, phục vụ anh em cách hoàn toàn miễn phí. Và các bạn đừng quên để lại bình luận phía bên dưới để chúng ta cùng nhau trao đổi về kinh nghiệm sử dụng và tất cả những chi tiết phụ tùng dòng xe Mitsubishi Xpander và Mirage và Outrage này.